quý khách đã trở lại kênh máy cắt cỏ của cửa hàng Thành Hợp nha. Thì hôm nay em cứ lên cho mình luôn máy chữ Q 14 máy nha mấy anh. Và giá dao động là 1 triệu một cây trở lên ha. Thì hệ hôm nay em lên nè là có Tanaka dịch dịch phía sau ha. Maru Yanma nhẹ nhất hệ mặt trời, siêu gọn nhẹ nhẹ nổ. Mitsu T140 tinh gà tinh nhôm, Yanon cơm Mitsu ha. Có trợ lực nha. Gilgit 253 chạy như là khủng long ăn cỏ nha, chạy siêu khỏe cách các loại cỏ. Gilgit 2326 ha, máy này Echo đời mới nha. Maru Yanma 23 sắc lớn có trợ lực. Kế tiếp là Maru Yanma 23 hai sừng ha, xanh đá tinh gà tinh nhôm. Mitsubishi TB 23 Maru Yanma 23 sắc lớn có trợ lực tinh gà tinh nhôm. Yanon Komitsu 26 tinh nhôm tinh gà. Rồi Kyugit 26 TCC ha, cực kỳ đẹp, chạy chế hai kim le đỏ tự động nha. Maru Yanma hàng siêu tầm, trợ lực 26 CC ga bắp zin màu vàng. Mitsubishi tên là 261 tum nhôm tum gầy ha. Đó, dao động từ là 1 triệu một cây trở lên nên 2 triệu tôi quay về ha. Rồi mấy anh mua máy thì mấy anh liên kết giùm em số điện thoại là 0913136620. Số này có Zalo, Zalo tên là Mai Thị Thanh Chị ha. Bên em nhận ship hàng toàn quốc từ trong Nam ra Bắc, là trong vòng đi là từ 3 đến 7 ngày ha. Mà mấy anh không nhận được hàng thì mấy anh phải điện cho em để em kiểm tra cái máy tới đâu rồi. Rồi bên em được xem hàng nổ máy trước khi nhận, và đặc biệt là em không có lấy cọc nha. Cho nên em bán hàng em nói đâu đó đàng hoàng, mình xem cho kỹ cây nào phù hợp với túi tiền, công sức thì mình hãy đặt hàng nha. Đó, rồi kèm theo 6 món phụ tùng cho mấy anh luôn. Là ví dụ cái máy 1 triệu là 6 món phụ tùng bao ship rồi đó. 6 món phụ tùng bên em là một cái trắng cỏ, bên em cho trắng cỏ trên máy không có thêm cho trắng cỏ mới nha. Một cái tiếp mở bugi này mở đầu dao được luôn. Một sợi dây đeo, cái lục giác 4, một cái đĩa dài 3 tấc. Đĩa này đĩa mới nha mấy anh. Và một ổ cước 4 chấu có dây cước ha. Mặc định bên em thì là bao nhiêu đó đó là em cho theo. Còn mấy anh không lấy đĩa tròn hoặc không lấy ổ cước hoặc đĩa dài thì em sẽ bù đĩa tròn cho mình. Ví dụ mấy anh nói là cho anh đổi đĩa tròn lấy đĩa tròn, đĩa dài hoặc là đĩa tròn ổ cước hoặc là hai cái đĩa tròn ha, thì mặc định mình sử dụng cái gì thì mình cứ nói bên em sẽ quán đổi cho mình. Thì đĩa tròn là đĩa zin theo máy nha mấy anh, đĩa của Nhật nha, rất là dày dặn. Và nhiều anh nói là không biết sử dụng như thế nào thì ổ cước này nè mấy anh, thì chỗ nào có đá cỏ mỏng thì mình xài dây cước ha. Còn chỗ nào mà như mình phát gốc gạ, phát lứt, phát sậy to thì mình có thể xài đĩa tròn hoặc đĩa dài. Đó, cái mục đích sử dụng của nó là như vậy chứ không có gì khó nha. Còn cái này là cái gom cỏ mà em bán thêm nha. Em ăn cái gom cỏ này 100 ngàn một cái nha. Mấy anh mua máy mua gom cỏ thì em bao ship cho mình. Đó, gom cỏ cho trâu cho bò ăn. Nhớt là nhớt hay thì bình này 1 lít 100 ngàn. Một bình nhớt như thế này có thể sử dụng từ 20 đến 25 lít xăng ha. Mấy anh bóp nhớt nó lên. Mấy anh pha dùm em 40 hoặc 50 ml nhớt cho 1 lít xăng nha. Mình lắc lên cho đều. Xài bao nhiêu đổ vô bình xăng lớn bao nhiêu. Mà cái bình nhớt này chỉ có 100 ngàn thôi. Mấy anh mua máy mua nhớt thì em bao ship cho mình luôn. Rồi bây giờ em sẽ vô cây Q1 đầu tiên. Mà còn giật máy nổi mà. Mấy anh cứ mua về cho bà xã mình xài nha em anh. Đó, cái máy này thì em lên chế hai kim ga ngang cho mình rồi nha. Đó, chế này là chế mới nha em anh. Đặc biệt là chụp giật nó ở phía sau ha. Bên em thì em người miền Tây em gọi là chụp giật phía sau nha em anh. Thì giật sau giật trước gì cũng đơn giản dễ sử dụng nha. Tum nhôm, tum gời ha. Công tắc nó nằm ở đây nha. Đó. Cái bát ga thì nằm ở đây, một tay cầm, đầu bò zin. Cây này là mấy anh chốt đơn thì Q1 32 ly 1 triệu dùm em. Mình máng quay đeo ở đây nha em anh. Ga mình lên ở đây, tay cầm mình cầm ở đây ha. Thì cái này mình phát cỏ trong vườn cây ăn trái nhánh thật nhiều rồi đó, thì nó cực kỳ tiện lợi ha. Để hai tay cầm thì nó sẽ bị vướng. Để mấy anh chốt cái này thì số thứ tự Q1 dùm em 1 triệu nha. Có chân trống nè, bỡ đỡ mình xăng rồi luôn nha. Đầu bò zin. Công suất là 24cc nha em anh. 24cc. Đó. Tanaka ha, nòng 32 ly.
Rồi, 1 triệu cho quy 1 nha. Rồi em sang cây thứ hai là Maru Yanma 225 nha. Hơi cực kỳ ấm nha em anh, máy chạy rất là đậm ha, siêu nhẹ nha. Đây tầm 3,5 kg. Cái này thì em cũng lên chế mới, chế 2 kim nha ha, ngang chụp giật này có trợ lực nha em anh, giật rất là nhẹ và máy chạy cực kỳ bóc tua rất là nhanh nha. Có ấp lưng rồi luôn ha, ấp lưng là Maru Yanma, hai tay đôi tay zin nha em anh, tay trái là tay lệch ra giữ công tắc trên đi đông trắng cỏ đầu bò zin lắp tem nè còn luôn ha. Đó sẵn em nói luôn nha, cái máy á, nó quay gần nhiều khi mình nhìn mình nó bự, nhưng mà thật sự mà anh nghĩ đi, từ đầu máy xuống cái lắp nó có 3,5 kg thì máy nó cực kỳ là gọn nhẹ nha. Mà hãng của Nhật thì nó rất là nhẹ nha mấy anh, nhưng mà nhiều anh hỏi chứ máy nhỏ phát cỏ nổi không em? Dạ em đảm bảo là phát cỏ nổi ha, tại vì máy này chuyên dụng cho sản xuất phát cỏ nha, cho nên phát nổi. Anh nào mà phát nhiều cỏ bự thì mình lấy máy lớn nha, còn phát số lượng ít phát gia đình cho trâu cho bò ăn thì lấy những cái máy này. Thứ nhất là trọng lượng nhẹ, thứ hai là nó tiết kiệm xăng cho mình, tại máy nhỏ thì nó ăn xăng ít, tại hoạt động ít mà. Đó thì em có một là xíu góp ý nhỏ nhỏ như vậy. Mang chốt này Q2 công suất 22cc nồng 32 ly, giá 1,3 triệu nha em anh. Mang chốt này số Q2 dùm em, 1,3 triệu. Rồi em sang cây kế tiếp là Mitsubishi T130 ha. T130 nha. Đó, bình xăng lớn nó bể, em thay bình xăng mới, công tắc nằm ở đây nha em anh. Thì cái máy này nó không được có nhảy nổ hung, do nó qua xăng chưa kịp. Thì anh nào có thích tum gời thì mình chốt cây này, bên em sẽ làm lại cho ngon lành. Rồi mình nhận hàng mình thử máy ha, không nhảy nổ thì có quyền không nhận nha. Đó, bên em làm ngon lành cho mình lại. Cái này chạy chế zin nha em anh. Bên em còn chế zin quanh bà rồ. Tum gời ha, tum gời tum 260, máy này về đấu xịt thuốc là ngon lành luôn ha, có chân chống rồi nữa nè. Đó. Đấu xịt thuốc cắt cỏ rồi, hai tay đôi ra giữ lát thì bắn tĩnh điện màu đen ha, đầu bò zin nè. Men chốt thì Q3 giùm em 32 ly, 1,4 triệu nha, 1,4 triệu cho Q3. Rồi em sang kế tiếp là cây Xenon 265 nha em. Nhẹ nha, cực nhẹ nhàng nhảy nổ ha. Công suất là 265cc gần 27 nha, made in Japan. Máy này thì zin toàn tập nha em anh, chạy chế quanh bà rồ đàng hoàng luôn ha, ga ngang một kim. Đó, tum thì tum liền, tum nhựa nha. Công tắc nằm bên đây, hai tay đôi ra giữ ha, đầu bò zin nè, lát còn không số luôn nha em anh. Đó rồi mấy anh, chốt này thì Q4 34 ly, 1,5 triệu giùm em. Anh nào mà cái máy to to xíu phát cỏ bằng lửa cắt ổ cước thì mình chọn mấy cái máy 26cc như thế này nha em nè. Đó, 1,500,000 đồng, bao ship phụ tùng đầy đủ, chế chạy siêu tiết kiệm xăng. Rồi em sang kế tiếp là cây Kyugit 253 nồng 33 ly nha em nè. Máy này là máy chuyên dụng ăn cỏ nè.
này quá phải luôn. Đây em có một cái mẹo nhỏ nhỏ cho anh nào muốn giật máy nhẹ ha. Mấy anh giật cũng vậy, mấy anh chỉ cho mấy chị giật cũng vậy. Kéo lên vậy giùm em ha, là nó đã qua được hai cái tua gắt rồi. Còn mình nắm ở dưới gì mình giật lên nó rất là nặng nha em anh. Nắm như gì nè, giật mạnh lên thì nó nặng, cái đó dùng cho trợ lực thì nó sẽ nhẹ hơn. Còn những cái máy giật giật thường như thế này thì nghe lời em đi. Đó. Giật kiểu như vậy thì chụp giật thường cũng thành trợ lực nha em anh. Rồi, em quay lại, cái này là áo nhôm ha em anh. Kêu viết là đời nó áo nhôm tỏa nhiệt cực kỳ tốt. Tum nhôm tum gầy ha. 253 33 ly công tắc nè, công tắc zin. Có chân trống nè. Bỡ đỡ bình xăng luôn nha. Hai tay đôi ra giữ đầu bò zin ha. Thì cây này là Q5 33 ly 1,5 triệu. Anh nào mà mua máy về vừa phát cỏ mình vừa đấu đầu bơm mình đấu vô cái mình bơm nước đó, gọi là cái tua hít đó. Ha, thì mấy anh chọn về máy này giùm em, bên em chuyên dụng bán máy này về bơm nước luôn. Thì mấy anh nào gắn đầu bơm nước thì bên em gắn thêm cho mình 150 ngàn, là em chỉ gắn không có lấy lời 1 ngàn nào nha mấy anh. Em chỉ gắn đầu bơm nước để bán được cây máy thôi. Em lấy của cửa hàng khác em gắn, cho nên là nhiều anh lên được kia mất không mất được ha. Thì sẵn có máy thì nói em thì em gắn cho. Chứ nhiều khi mà máy vận chuyển tới mấy anh suy nghĩ lại kêu em gửi là em không có gửi được. Tại vì có máy đây gắn nó rất là mất thời gian mấy anh ơi, nó khó, nó nhiều khi gửi nó không đúng mà mất công gửi đi gửi về. Đó, anh nào mà kiếm máy mà cũng lông ăn cỏ phát gốc gạ, keo cứng, rồi giá cả phù hợp, túi tiền thì mình chốt cái đài máy này giùm em ha. Cái này thì em lên chế 2 kim chế mới nha em nha. Đó, mấy anh chốt thì Q5 giùm em. Rồi, em sang kế tiếp là cây Q-Gip 2326 nha. Ra ngang của nó ha, vú này vú móp nha, gọi vú da đó. Đó, này kêu vít đại cao nha em ha. Rồi 23cc, nồng nó 32 ly. Cái tum nó thì là tum nhôm tum liền nha, nước sơn zin nha em ha. Nó có cái áo ở ngoài nè, ôm bảo vệ cái tum rồi luôn ha. Hai tay đôi ra giữ công tắc trên di đông nha. Cái này đẩy xuống là mình tắt, mà đẩy lên là mở nha em anh. Mua máy chú ý giùm em vấn đề này, gắn cỏ đầu rồi zin ha. Đó, anh nào thích ra máy đại cao có bộ tản nhiệt bằng nhựa thì mình chốt kêu vít này nha. Q6 32 ly 1.600.000 đồng ha, 1.600.000 đồng cho cây Q-Gip Q6. Rồi, em sang kế tiếp là cây Maru Yanma 23cc đời cao nha. Thì mấy anh có hai cách giật, thứ nhất là kéo liên tục hai cái thì kéo nửa dây thôi. Đó. Còn mà mình muốn kéo một cái thì mình kéo hết dây giùm em. Cái hình thức trợ lực là như vậy ha. Thì đóng le giùm em, tại lúc đầu em đóng le mà em quên mở le cho nên nó không thông gió nha. Kỳ là nhạy nổ nha, chụp giật trợ lực chả ha, zin từng con ốc siêu đẹp nha, chạy chế zin quanh bờ rồ ra nha, đó, lóc dập mát in Japan ha em, mát in Japan, rồi thun bình xăng rồi còn đầy đủ luôn nha, công tắc thì công tắc zin, để ý giùm em bật xuống là tắt, bật lên là mở nha em, tum liền tum nhựa ha, đó, hai tay đôi, ra bóp zin, nè. Rồi mấy anh chốt thì Q7 giùm em 32 ly 1,6 triệu nha. Con ốc ở trên đây nè em anh, là hứng mưa hứng gió nhiều nhất mà nó đẹp, nó trắng nè. Máy này xài không có bao nhiêu heo bô khó còn siêu đẹp nha. Máy này rất là nhạy nổ nha em anh. Đó.
chưa buông chùm giật ra mà đã nổ rồi đó. Nói chung á, giật máy thì nhiều khi cũng phải có những tình huống ngoài muốn lộng trọng thì mấy anh để ý, những cái mà tình huống em xử lý nhanh như thế đó mấy anh để ý đi, nhiều khi máy mình cũng gặp tình huống vậy ha, thì mình cứ xử lý giống em nè. 23 chạy siêu tiết kiệm xăng nhạy nổ Q7 giùm em. Rồi em sang cây kế tiếp cũng là Magu luôn, nhưng mà thằng này là 23 tinh nhôm tinh rời nha. CC ha, chụp giật trợ lực nha, mà trợ lực này là trợ lực dây thiều nha em anh ha. Qua tôi nhẹ là nhảy nổ. Maru màu xanh hai sừng ha. Chạy chế Jin One Pro. Đó. Cái này thì lóc nó sẽ dập chữ Made in Japan dưới đây nha em anh. Bình xăng lớn nó bể em thay bình xăng mới nha. Cái đời máy Maru này chạy rất là tiết kiệm xăng nha em anh. Đó. Thì công tắc Jin nó nằm ở đây. Đây. Tum thì tum nhôm tum gợi ha. Ốc còn vàng đẹp len keng, ốc bảy màu nha. Đó, thì tum nhôm tum gợi cho nên mấy anh có thể đấu thuốc hoặc mình luôn nước hoặc là mấy anh đấu ở đời má khác đều được, ngon ngon lành. Hai tay đôi ra giữ trắng cỏ đầu bòi zin ha, lát zin rồi luôn đó. Rồi mấy anh chốt thì Q8 giùm em 32 ly 1.650.000 cho cây Maru nhảy nổi nha mấy anh. Rồi em sang cây kế tiếp Mitsubishi TB23 nha, UB thì 220. TU gì cũng vậy nha, mà khi mà men giật lên nghe cái đời máy nó chạy là không có lẫn vào đâu được. Cái hơi nó chạy rất là ấm ha, mà nó nổ rất là giòn mà tua nó cực kỳ lẹ đó. Ưu điểm là có trợ lực nha, chạy chế hai kim Jin One Pro nha em anh, tiết kiệm xăng ha. À, tum liền tum nhựa đó, công tắc nó lên bắt bên đây, đây có cái đế nè ha, đỡ bình xăng nha, ấp lưng nè, ấp lưng còn luôn. Hai tay đôi ra giữ ha, trắng cỏ đầu vòi zin Q9 32 ly 1.700.000 đồng nha. Rồi cái lóc, cái đời này máy này thì cái lóc nó dập chữ Made in Japan nằm bên đây nha em đó. Quá trời bữa nay lính em cho lên lên thợ, còn em thợ mà em xuống lính chị khám cái này chắc xỉu quá. Mấy anh nhớ ủng hộ nha, mấy anh ơi cho em xin nút like nút đăng ký kênh nha, quên nữa, trời em lại tuột like quá trời. Mấy anh ơi xem kênh nhớ cho em like nha. Rồi đăng ký kênh rồi lên ầm ầm rồi lên rồi kéo view lên nha em. Rồi chốt cái này Q9 giùm em ha. Rồi em sang cây kế tiếp Maru Yanma 23cc sát lớn nha em. Chạy chế một kim quanh bà rồi nha, tum nó thì tum nhôm tum rời ha. Hai tay đôi ra bóp zin, công tắc trên gì đâu, trắng cỏ đầu bòi zin nha. Rồi cái đời máy này thì lóc dập chữ Made in Japan trong cái lóc này chỗ này nha em đó, thùng bợ đỡ bình xăng thì còn đầy đủ ha. Rồi mấy anh chốt Maru sắc lớn này thì chốt giùm em QM 32 ly 1.750.000 nha em. Rồi em sang kế tiếp là cây Xenon cơm 2006 nha. Rồi
tiên là có trợ lực nha, giật nhẹ nhàng ha, tua nhanh, tua cực kỳ nhanh máy chị, cực kỳ khỏe, tiết kiệm thời gian cho mình phát cỏ, tiết kiệm xăng, phát được tất cả các loại cỏ, cỏ cứng, cỏ keo, gốc gạo gì chắc hết nha. Chạy chế hai kim quanh và rồ ngay mang, có bộ tản nhiệt bằng nhôm, bình xăng lớn đồ zin hết toàn tập ha. Rồi tôm nhôm tôm gời nha, bên em gọi là cơm bớm ha, tôm nhôm tôm gời 260, em anh về đốt thuốc gì được hết. Cái máy này là cái áo của nó em anh hơi bị gì, cái lóc nó hơi cái tâm hơi đưa ra như vậy nha, nhưng mà này nó chỉ là hình thức bên ngoài thôi, nó không có ảnh hưởng tới cái chất lượng máy nha. Nói chung hàng sử dụng về thì nó như vậy thôi, đã qua một đời chồng thì phải chịu ha. Cái cây này nè là qua một đời chồng bên Nhật nha, cho nên là mấy anh coi kỹ thì hãy chốt đơn giùm em. Mấy trái cây này thì em bao ngon bao xịn sò cho mình, vì nó bị cái lỗi này cho nên bên em mới bán 1,8 triệu nha em anh. Đó, Q11 34 ly, 1,8 triệu, hai tay đôi ga giữ cực kỳ mềm mại, tắt mở ha, đầu bò đồ zin máy zin toàn tập, nhảy nổ, tiết kiệm xăng, chạy khỏe nha em anh. Một phát là nổ, một phát là nổ đó, anh nào phát nhiều ha thì mình nên chọn những cái thương hiệu như thế này. Q11 1,8 triệu nha. Rồi em sang kế tiếp là cây kêu dít 260 nha em nha. Áo bô zin nè, áo zin nè, chạy chế hai kim ha, hình thức máy còn cái siêu đẹp nha mấy. Chạy chế hai kim mà cộng cái là le đỏ tự động. Đỏ lên ra tự nhảy mở le luôn, tiết kiệm xăng. Tum nhôm tum liền nha, 26cc 34 ly. Ha, nó sơn zin hay chóc chỗ này chút không sao nha mấy. Chạy cực kỳ khỏe, tiết kiệm xăng bền bỉ luôn. Hai tay đôi ga giữ công tắc trên ghi đông. Mấy anh nhớ đẩy xuống là tắt, đẩy lên là mở nha mấy. Đẩy lên máy mới chạy ha. Chắn cỏ đầu bò zin có chén chống ngọn đầu ốc luôn. Lắp là còn cực kỳ đẹp ha. Q12 34 ly, 2 triệu nha, 2 triệu bao ship phụ tùng đầy đủ nha. Rồi cái đề máy này nó có chân chống chọ đỡ bình xăng nó này nha em ơi, một khối còn quá đẹp ha, hình em thấy nó đẹp lắm mấy anh, không chê vào đâu được ha. Rồi hai cây cuối cùng em sang cây kế tiếp là Maru Yanma 26cc 34 ly nha mấy anh. Cái này hơi chắc dữ ta. Lò xo ống nha, bình xăng lớn zin ha. Đây có còn miếng tem nè, hàng siêu tầm luôn ha. Đây thùng luôn nè, thì đủ ha, bu khói móc tư luôn đó. Chạy chế zin quanh bờ rồ ngang ngang một kim nha, chế zin theo máy nha, lóc dập mắt in Japan cái đường này đó, tôm liền tôm nhựa nha mấy anh. Hai tay đôi ra bóp zin nè, trắng cỏ đầu bò zin lát nè, còn thông số mã dặn đơn rồi 263 luôn nha. Đó thì cái láp này á thì 15m là sao ta, phát cách xa người ta ra 15m. À phát cách xa người ta ra 15m, trời ơi, hôm nay em thấy cái này mới biết là bảo vệ. Trời ơi, bên Nhật cái tem này nó cũng kỹ lưỡng dữ chị. Q13 nha, 34 ly, 2.100.000 đồng nha em anh, cho cây Maru vàng hàng siêu tầm luôn nha, màu của đồ cực kỳ đẹp ha, phát cỏ cực kỳ ngon nha, chạy siêu tiết kiệm xăng luôn. Rồi em sang cây kế tiếp, Mitsubishi tên là 261 nha mấy anh. Lực của Mitsu chưa? Mitsu 261 chạy chế 2 kim, One Pro tiết kiệm xăng nha mấy anh. Mà mấy cái máy Mitsu này chạy khỏi phải bàn mà nó rất là khỏe nha. Nó giống như là khủng long bậu chúa rồi. Trong cái lô máy thì lúc nào nó cũng phải đứng đầu thôi. Tum nhôm tum gà 260.
công tắc đồ zin nè, nè mở đỡ bình xăng ha, thông số nè đó. Giá quá thì cũng không phải là rẻ đâu, hai tay lôi ra giữ đầu bò zin ha. Đó, 2.400.000 đồng cho cây Mitsu chạy xịn sò siêu khỏe nha em ha. Hàng này em bán lai rai liêu riêu hoài, khác Sài Gòn quay lụng hổ nữa luôn á. Rồi lóc dập mắt in Japan ha, cho cái lóc này đây. Đây em lau sạch nè, đó nó còn hai đống bụi ha. Rồi mấy anh chốt đơn thì cái này Q14 giùm em nha. Nhớ cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh mấy anh này để mình tương tác tốt nha em ha. Rồi.